này. Sát thương đầu trận thì nó sẽ nằm trong tay của Yone và nằm trong tay của Varus. Và ngoài ra thì trong đội hình của Buriram cũng có rất nhiều hiệu ứng khống chế đến từ hai quân bạn. Đâu, anh ta cũng đã ép cho Noel phải lùi về và ăn đi những quả hồi phục của mình. Tiếp tục là cầu sống ở cổng giao tốc trúng. Và một cú chỉ thiên lao vào, sau đó quá sẽ trả lại một cú phóng Noel. Nhưng mà hết mana anh ta đang bị thiêu đốt, mất tốc biến đến từ vị trí của Yuma. Noel lướt lên và bắn một phát đánh thường nữa. Và Noel có được điểm hạ gục chiến công đầu. Mắt đó đến từ Rea tầm hay chàng Morty đang đứng ở phía sau lưng. Chỉ còn hai con lính của họ mà thôi. Và cần phải làm nhanh, băng trụ rất gọn gàng, không có bất kỳ một cái chiêu nào trượt ở trong pha thi đấu vừa rồi cả. Quyết liệt ở việc kiểm soát tầm nhìn hay là sẽ hướng tới sứ giả khe nước hay là rồng. Rừng trên, chiêu cuối của Rocky tung ra Tipper mất đi tốc biến của mình. Mắt đang tiếp cận, hất tung một lần nữa, chiêu cuối tung ra hất ngược Tipper về. Và Tipper sẽ không thể nào sống sót được. Water Jet tới hơi trễ một nhịp, tung ra chiêu cuối của mình thiêu đốt vào người Rocky. Nhưng Rocky vẫn còn đủ sức để có thể giúp. Cái khả năng tính toán sát thương của Yagma đang là tương đối tệ. Nhưng bây giờ đây thì rồi. Morty bị bắt đường ra khu vực đường giữa. Anh ta nhìn quá nhiều hiệu ứng. Phóng mỏ đeo sau đó là sẽ xích tội lỗi. Morty lên 3 điểm số. Tiếp tục là quay trở lại giao tranh ở từ Water Jet. Noel vẫn đang bắn từ phía sau. Yuri bắt buộc phải tốc biến đi. Noel vẫn đang có sức bắn của mình. Tên lửa định hướng lần này nó siêu bom liên tục tung ra. Một tí nữa là Water Jet đã phải nằm. Rồi bây giờ là lúc mà Morty thả con sứ giả khe nước. Và với Yuri hậu thuẫn từ phía sau thì trụ đầu sẽ thuộc về cho bên phía của Realtime mà thôi. Và Buriram nên lui ở trong pha thi đấu này. Nhưng Realtime vẫn chưa tung ra gói chất nổ của Zeke. Bên phía bên này Morty bị bắt lại một cú đặc mệnh đến từ Vader trúng vào người của Morty. Hiệp mà cũng đang bị tấn công. Một tình huống giao tranh mà Buriram có được hai mạng và sau đó là ba mạng. Tipper đến kịp và sử dụng công lý Demacia của mình cắm ở đầu của Yuri. Trụ một trên toàn bản đồ. Realtime ở trong pha thi đấu này Lee Sin cùng với Jayce gần như là đang không thể kết hợp được. Bây giờ là pha thi đấu hiếm hoi Yuma có thể đến được với giao tranh. Bên phía Uriah có rất nhiều người đã quá sát tốc biến lên kéo trúng vào người Yuri, sau đó đặt mệnh lao vào đến từ Vanders. Ngay lập tức Yuri lên 3 điểm số. Và đây sẽ là mặt sau khi mất đi đồng hồ cát thì anh ta cũng đã phải nằm. Noel tốc biến lên bắn đực vào vị trí của Morty. Morty cũng đang bị thiêu đốt bởi bùa đỏ trên chân của Noel. Rất nhiều là xuống cái tầm Tipper có thể cấm công lý để mà xa được. Và một tình huống cấm lặng đến từ Tipper, nhưng lượng máu hồi phục của Rocky là quá nhiều và Tipper chớ trong pha thi đấu này. Tipper có lẽ sẽ phải nằm trong cái đấu khu vực được giữa thì sao. Yuri mất nửa máu nhưng Morty là người có được điểm hạ gục trong pha thi đấu này. Khu vực được trên thì phía cũng là chính xác. Cú bom của Yuri trúng vào người Water Jet nhưng một người bị dính quá nhiều hướng không chế, dính ca sẽ tiếp tục lỗi. Đó là mắt mất đồng hồ. Mắt vẫn còn ở trên bản đồ nhưng mắt mất tốc biến rồi, mắt yếu máu. Bên phía bên này thì một người khác của Realtime bị cô lập, đó là vị trí của Rocky. Rocky không làm được gì cả, đã không có sức chống chịu cũng không có sát. Morty còn lại gặp rất nhiều sát thương đến từ các thành viên khác của Buriram. Water Jet sang phía bên kia bờ tường tấn công vị trí Morty. Yuri bị tấn công bởi Codefit và Yuri lên bảng điểm số. Vanders ăn xong rồng sau đó xuất hồn lên và sử dụng cú đoạt mệnh của mình. Và từng thành viên của Realtime nằm xuống, không có bất kỳ một cái sự lý đẩy của mình được chữa mà thôi. Realtime chắc chắn biết điều này và họ cũng đang tổ chức phòng thủ. Nhưng cú đoạt mệnh của Vanders là quá tuyệt vời. Morty bị ép mất đi 1/3 lượng máu. Phía bên này thùng đủ nổ của Max là hay, hất văng được Water Jet về. Nhưng Water Jet câu được rất nhiều chiêu thức với cái đồng hồ ngưng động của anh ta. Và sau đó là sự xuất tội lỗi bắn trúng một người Morty đến từ Codefit. Yagma cũng đang gặp nguy hiểm. Sức bắn của Noel bây giờ là có rồi, tên là đủ để có thể lấy cái trụ này. Và thậm chí là Buriram chưa muốn dừng lại ở đó. Noel bắt đầu tiến vào, Max đang cố gắng phòng thủ. Vanders có một cú xuất hồn, sau đó tự kiếm lần thứ ba một góc chữ L rất khó chịu. Max đang cố gắng để có thể sử dụng những cú lăn thùng rượu của mình phòng thủ. Anh ta không còn thùng rượu nổ nữa. Rocky cũng bắt đầu tiến ra đây, họ chọn mục tiêu đó là Noel. Noel có đồng hồ cát, trong khi đó thì Tipper đánh nhà có hai con ô tô phía sau và nhà chính nổ. 1-0 dành cho Buriram. Chúng ta cũng chờ xem. Jayce đi rừng rồi. Bởi vì tôi không dám chắc là họ dám cho để Rocky cầm Jayce khu vực trên. Đang muốn tấn công vào xạ thủ của anh ta khu vực dưới nhưng Yuri anh ta bị bẫy rồi. Một tình huống Water Jet tốc biến lên và sau đó một phóng màu neo của Water Jet cũng là chính xác nữa. Và mang hàng cục chiến công đầu dành cho Buriram rất dễ dàng. Và nhường cho người đồng đội Tipper của mình đi khu vực dưới. Max băng vào một cú lăn bụng tốc biến trúng vào người Water Jet. Water Jet đang phải chịu quá nhiều sát thương mà ta lên bàn điểm số. Như Tipper đang có một cú vòng sau nhưng Yagma cũng đang đến từ phía sau bên phía của đây vào vị trí của Rocky. Trong khi đó khu vực đường dưới Morty đang có mặt nên ta quét mắt rồi. Yuri có một tình huống bẫy và Codefit có lẽ là dính bẫy ở trong vài thi đấu này nhưng ta vẫn có thể tung ra một cú bóng này cuối cùng chính xác. Như vậy chỉ là một tình huống đổi mạng giữa Codefit cùng với Yuri mà thôi. Một pha văng bom cuối cùng tưởng chừng như nó sẽ là vô hại nhưng không, nó vẫn dính vào người của xạ thủ bên phía bên kia. Chiêu cuối tung ra Morty là quá hưng rồi. Atami đối phương gắt cuộc của đài tập trung chăm sóc mạng trên là rất nhiều. Bây giờ một lần nữa thì Morty bị bắt lại bằng cú phóng hồ neo, sau đó là cú đánh nội tại. Morty tung ra tốc biến nhưng ta cũng không thể thoát được và cái sự xích tội chọn hơn. Họ hoàn toàn có thể chấp nhận là bỏ Noel khu vực trên. Khoan đã, đây là pha kiệt sức vào người đối phương. Yagma đổi bóng ngược trở lại, chiêu cuối vào người của Noel nhưng không có đàm.
không có cơ hội nào dành cho Reatom. Reatom đổi hướng ra khu vực giữa, siêu bom bị ngụt tung ra, lẫn qua bóng khói từ Tipper. Tipper bị dồn đam ngược trở lại, ta bút hơi quá nhanh. Hơi đáng tiếc là cái đội hình của Buriram ngược lại không trúng bất kỳ ai cả của Yuri. Họ mất đi khá là nhiều tài nguyên giao tranh. Tam bộ kiếm chính xác tốc biến lên giữ chân Wanderzet đã nằm ở trong pha thi đấu này. Quan trọng bên phía đối thủ rồi. Bây giờ thì không còn Wanderzet nữa. Bên phía bên kia thì Noel bị dồn sát thương. Những sát thương đến từ con Z của Ekma vẫn đang là tương đối vô hại. Max sử dụng thùng đủ nổ của mình để ngăn cản tình huống lao vào cướp rồng đến từ vị trí của Vardos. Nhưng con rồng cuối cùng cũng thuộc về cho vị trí của Z. Wow. Đây tạm giữ được rồng. Vardos đang phải chạy đi. Yuri đã có thể có được mà hạ gục của Vardos. Sau đó anh ta bị hạ gục bởi quay trở lại trên trận thi đấu rồi. Wanderzet đã có mặt rồi. Anh ta đang làm dàn chắn cho hai người đồng đội của mình. Nhưng bên phía bên kia, Rocky đã có cú chém gió để có thể dứt điểm Noel. Max cũng đang tồn tại trên bản đồ. Một mình Wanderzet là không đủ sát thương để có thể dứt điểm được Max trong nỗ lực bỏ chạy của thì họ không giữ được. Noel mất trụ rồi. Nhưng Noel đang có tình huống rình rập đầy muốn tấn công vị trí của Rocky. Rocky bị kiệt sức, Vandos nhảy vào và Rocky đã tốc biến đi. Những cú thanh trừng được xảy ra cũng là khá nhiều sát thương đến từ Noel. Vandos cũng đang muốn truy đuổi. Bây giờ Wanderzet đến với cú thủy lôi tầm nhiệt. Vandos sẵn sàng trong tình huống vào tiếp theo. Anh ta đã bắt đầu là những cú cào và cú chém gió cuối cùng của Riven. Là tầm ép góc từ trên xuống. Cách rất rõ ràng, Vandos là mục tiêu bị nhắm tới. Anh ta tàn hình, ấn đồng hồ ngưng động rất lạc lõng rồi. Hai người bên phía bên kia đang tìm anh ta, nhưng quay ngược trở lại tìm được Yuri. Yuri ấn đồng hồ ngưng động của mình, Tipper cũng là như vậy. Yuri vẫn có thể bắn được tiếp. Rocky chém gục được một thành viên từ bên phía của Buriram Jotic. Vẫn sẽ chưa muốn dừng lại, tiếp tục là một người khác phải nằm xuống. Ở Buriram chỉ còn đúng duy nhất Colin Fitz mà thôi. Và tỷ số trận đấu sẽ là 1-0. Đều chắc chắn sẽ là 1-0 dành cho Real tầm rồi. Ôi, cái gì đây? Rocky sử dụng một pha combo và sau đó có một tình huống giật hình khiến cho tôi khá giật mình và nhà chính đã nổ rồi. 1-0 dành cho Real Tâm. Thủ để có thể bắt được vào hàng sau của đối phương một cách dễ dàng hơn. Họ đang không tin tưởng lắm về con Riven nằm tay của Rocky. Họ nghĩ là một mình Rocky sẽ không đủ để có thể hạ gục được Cardiff. Đọc xong để tránh tình huống Vardos có thể găng. Nhưng Vardos mục tiêu của anh ta là khu vực đường trên cơ. Xuất hồn lên sau đó đặt mệnh chỉ trúng vào một mình mắt ra thôi. Và hủy diệt đấu trường cũng đã được Wanderzet sử dụng. Bên phía Yuri anh ta tung ra luôn cả cái siêu bom địa ngục của mình. Trong khi đó khu vực đường trời thì Tipper bị tấn công. Tipper mất tốc biến, Tipper dính chém gió. Ta mang hạ gục dành cho Retom. Và Retom sẽ có được rất không có một tín hiệu là muốn hỗ trợ sĩ giả đẩy thêm một nhịp cả. Khoan đã, Confit một pha xử lý rất nhanh chóng, phối hợp cực kỳ tốt với là Wanderjet từ phía sau. Wow. Và ngay sau đó là Wanderjet cũng bế đối phương về theo cùng một nhịp. Tipper đã ăn hiếp Ipma ở đây và nói chức tướng cho phép ta làm được chuyện này. Nhưng bên phía kia Ipma có pha xử lý khá tốt và lần này Ipma là người chiến thắng. Nhưng bây giờ Ekma sẽ phải lùi thật nhanh, Wanderzet đang đến. Wanderzet sử dụng xong thủ trưởng của mình rất chính xác, cuồng thú quyền nó không trúng vào người của Ekma. Ekma sẽ có thể phòng thủ được hay chăng? Và đất lao vào với cú đặc mệnh kết hợp với sức hồn đánh hạt sơ sáng mà không tìm được bất kỳ ai. Anh ta chỉ nhìn thấy được Morty mà thôi, nhưng không biết được Rocky đang đứng rất gần người của mình. Và pha tốc biến rất hay của Morty để tam bộ kiếm thành công. Nhưng Vandos đã tới, vẫn quyết định lao theo. Và Noel sẽ phải nằm. Morty có pha tốc biến rất quyết đoán để dứt điểm được điểm hạ gục thứ tư dành cho bên phía của Real Tâm. Pha ăn rừng của Morty và anh ta đã phải trả giá. Tiếp tục là cú đặc mệnh của Vardos khu vực đường dưới. Và Ekma anh ta có bong khói để anh ta có thể lẫn vào. Tipper chưa tìm được, nhưng Tipper đang chặn đầu Ekma. Một tình huống làm choáng có nộ. Sau đó thì Ekma một lần nữa liệu là anh ta có một cái thần lực gì đó hay không? Có vẻ như là không rồi, bị bế ngược về thẳng vào tầm tay của Vardos. Vardos rất nhẹ nhàng tung ra những phát đánh thường của mình. Đang được thì phải, trong ván 2 họ đã làm điều này rất nhiều lần. Một người đang bị giữ chân lại ở đây. Wanderjet bị bế ngược trở về, nhưng anh ta đang gặp rất nhiều nguy hiểm. Chiêu cuối của Vardos không trúng quá nhiều người, nhưng đó là một pha trói chân rất thành công của Vardos khi mà anh ta trói được 4 người bên phía bên kia chứ không có sát thương cộng thêm. Noel vẫn chưa tới đủ gần để có thể gây thêm sát thương. Wow. Và Buriram mất người. Vardos đang cố gắng đợi con rồng xuống ngưỡng máu mà anh ta có thể trừng phạt được. Nhưng đội hình của Reatom đã bắt đầu dùng sát thương vào người Vardos. Wow. Và rồng cuối cùng đã thuộc về cho bên phía của Reatom và cũng đã được giữa. Và bằng một cách nào đó họ sẽ lấy được trụ đường giữa của bên phía bên kia. Đây là pha lao lên của Ekma. Ekma đang muốn tạo ra một pha đặc biệt gì đó, bị kiệt sức vẫn cắt vào. Tốc biến một lần nữa. Tại của con ngỗ không này mà thôi. Liên tiếp lên tình huống cấu rỉa từ phía xa với bom nảy của Yuri. Và bây giờ thì Noel bị tìm đến. Rất nhiều sát thương dồn lên người của Noel. Và Noel đang bị dồn sát thương và dồn CC. Noel đã phải lập lại điểm số rồi. Và sau đó là Wanderzet. Tipper bên phía bên này không làm được gì cả. Và Vandos lao vào với tử kiếm, ngay lập tức bị một tình huống hất tung lên đến từ cái gói chất nổ của Yuri. Một người rất quan trọng ở trong đội hình của bên phía Buriram đã ngã xuống là Noel, nguồn sát thương chính. Nhưng Vandos vẫn còn, và Vandos vẫn quá mạnh. Và anh ta nghĩ rằng bên phía bên kia không biết, nhưng bên phía bên kia vẫn có người. Morty bị chém rất đau. Morty quay ngược trở lại trả sát thương, nhưng nó không phải là bao nhiêu cả. Rồng được giữ lại dành cho bên phía Buriram. Bắn liên tục vào người đội hình bên phía bên kia là Colin Fitz.
và thậm chí là họ còn mất thêm cả trong hàng Baron của Rê. Tầm đang là không có, họ đang phải chia người ra làm những con mắt di động. Như một lần nữa thì Ba bị tìm đến Van Der của một cú đặc mệnh tiếp tục chính xác ở vị trí của Yekma. Yekma bây giờ đã phải nằm, nhưng đội hình của Rê Tầm đang tập trung tấn công ở vị trí của Van Der và Van Der vẫn có thể chạy được. Noel vẫn đang bắn được từ phía sau, nhưng mà liệu rằng nó có đủ lý khí cho họ tiến hay không. Và đây là Morty. Morty lao lên với chiêu cuối của mình bị kiệt sức. Anh ta đang nhắm vào một người rất quan trọng là Kulfit, cũng thể ẩn đồng hồ vận động của mình đứng kế bên Rocky. Và Rocky là người đã dứt điểm được anh ta thành công. Lại là một Mata tiếp người chiếm được lợi thế sau tình huống bao game vừa rồi. Nhưng liệu là cũng cơ hát được hay không đây. Ragaz của họ đang bị giữ chân lại. Smart di chuyển hơi xa rồi, và Van Der vẫn đang rất nỗ lực chiêu cuối tung ra đối phương ẩn đồng hồ vận động để upplay của chiều cuối của ta. Máu rồng vẫn chưa phải là bị mất quá nhiều. Bên phía của Ra Tầm chỉ có đúng một người nhất đang rồng mà thôi. Bể gương được một người về, ấn đồng hồ ngưng động tiếp tục được xảy ra. Và lần này Rocky có vẻ như không sống được nữa, ta đã phải gục. Cả Kali từ phía sau của Yekma găm trúng phía tiêu với Water Jet, nhưng ta vẫn chưa dám bay vào. Tipper bật cho mình là chiều cuối lên. Và cùng bên này chúng ta có một tình huống xong thủ trưởng, nhưng bây giờ Water Jet kẹt lại trong đội hình quân phía đối phương. Water Jet có thể sử dụng hủy diệt đấu trường của mình, và sau đó là Van Der băng vào với cú đặc mệnh của mình hủy diệt được Max. Nhưng bây giờ Rater vẫn còn Yuri cũng sẽ sớm mở ra. Con lồng này sẽ quay trở lại hồi máu, nhưng Morty đang bị tấn công. Buddy đã tìm được Morty bấm đồng hồ cát. Morty vẫn còn giáp hồi sinh và có siêu băng địa ngục trả ngược lại để giải về. Morty bên phía bên kia Yekma bị tấn công bởi Codefit à ngục được Yekma. Nhưng Van Der bắt vào vị trí của Rocky. Rocky tam bộ kiếm chạy đi, không chạy được với tử kiếm lần thứ 3 của Van Der, nhưng Rocky vẫn còn cho mình, đó là kết thúc biến. Water Jet không đầy đang dịch chuyển tới rồi. Morty vẫn đang cố gắng trao đổi thức với lại Water Jet, bật chiêu cuối của mình để bỏ chạy bên phía bên kia. Đấm ngược trở lại lượng máu, Morty không phải còn quá nhiều, anh ta vẫn còn giáp thiên thần 3600 máu đến từ con rồng. Nhìn thấy rồng rồi, 1200 máu. Van Der vẫn giữ được rồng ngàn tuổi dành cho Buram Jotin. Water Jet tốc biến lên. Một pha xong thủ trưởng cực kỳ đẹp đến từ bên phía Water Jet. Morty không thể nào sống được bởi vì đối phương có bùa lợi. Jet ngăn chặn tình huống Morty có thể tiếp cận vào. Nhưng bây giờ Tipper đang có một tình huống đẩy khá láo của vừa được trên. Anh ta có bùa lợi đồng ngàn tuổi, như đây là một cân hai. Tipper có dạng thần cá sấu của mình. Quang ra không giải quyết được hai con ô tô này. Water Jet bắt đầu băng vào, xong thủ trưởng là không chính xác. Nhưng tạo đủ áp lực để khiến cho Buram có thể lấy trụ siêu cấp của vừa được giữa. Trụ siêu cấp của vừa được dưới cũng sẽ có dành cho Van Der, và họ sẽ có thể tràn thẳng vào nhà chính bên phía của đối phương. Van Der đặt mạnh vào, trúng đến hai người. Van Der đang bị dồn sát thương nhưng ta chưa mất giáp hồi sinh. Một thủ đủ nổ quang đa được có thể giải tỏa được lính, nhưng nhà chính đang bắt đầu mất máu. 1000 máu, đó lượng máu của nhà chính bên phía Rater, và cuối cùng thì nhà chính nổ. Buram thành công kết thúc ván thi đấu thứ 3 này, và chiến thắng cuối cùng 2-1 dành cho Buram, đội tuyển đến từ Thái Lan.